Em xin chào cả nhà, cùng toàn thể các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của em. Và hôm nay thì em lại kính chào các bác đang còn cần mua chảo. Vâng, cái chảo này thì em cũng nói thật với các bác là em đã quay lên 2 lần rồi. Thì ông chủ này là của một cái Isiki này. Thì chiếc Isiki này hôm nay em sang đây là đã bán cho ông chủ rồi, các bác nhé. Đấy, còn hôm nay chiếc dàn chảo này thì rất nhiều người xem. Thì em cũng nói với các bác là dàn chảo này là dàn chảo trung của Chín Bình nhá các bác ạ. Đấy, em nghe điện thoại thì các bác nhá. Rồi em tắt. Cái người này điện cho em để trả lời xe cộ, nhưng mà thôi em tắt đi tí. Rồi thì em đang nói tiếp là cái dàn chảo này là chảo trung của Chín Bình, dàn chảo nhỏ nhưng mà nói phải là chuyện là chảo trung nhé các bác ạ. Đấy thì em nói các bác bữa trước thì ông chủ ông đã 9 triệu, bớt 500 ngàn là 8,5 triệu. Nhưng em dẫn khách vào thì ông chủ vẫn là 8,5 triệu, cho nên hơi cao. Nói thẳng vậy. Thì hôm nay em vào em cũng nói chuyện với ông chủ. Thì ông chủ bớt được 1 triệu nữa, tức là còn 7,5 triệu các bác này. Nha, còn 7,5 triệu. Thì cái 7,5 triệu này như thế nào? Thì em cùng các bác xem xét nha, cái chảo 6 này của Chín Bình, chảo trung các bác nha. Đây này, mưa các bác này. Đây này. Đó, mưa này. Mà em vẫn phải đi quay cho bác đây. Đó. Đấy các bác này, đó, mưa này. Đây, mưa. Mưa vừa tạnh xong. Đây, đó mưa. Đấy. Các bác nha. Đấy, mưa gió nhưng em vẫn tiếp tục cùng các bác. Em cái này này là em tìm cho một người em ở Tây Ninh, nhưng người em vừa qua đây thì người em đã mua rồi. Mua một cái chảo của Chín Bình, chảo cũ 15 triệu rồi. Em không biết bao nhiêu tiền, thấy người em nói là mua 15 triệu rồi thì em rất tiếc. Nếu như em nó bảo tí quá, nếu cái này mà đúng 7,5 triệu thì ok, em mà lấy ngay các bác nha. Thì đây là 7,5 triệu. Thì em cũng sơ bộ qua cho các bác này. Đấy, chảo của Chín Bình thì các bác biết rồi. Có con ốc đây nè. Để em xoay cái tìm con ốc cho các bác biết ra nha. Đâu ta? Đây rồi, nó ở đây nè. Các bác nè. Đó, các bác tin em chưa? Đó, rồi, xong nha. Cái bánh lái thì nó hơi mòn các bác ạ. Thôi thì tiền nào của nãy em cũng lặn lội mưa gió đến đây trả rồi. Thì ông chủ ông có bớt cho 1 triệu nữa các bác nhé. 7,5 triệu. Các bác ạ. Đó, tuyệt vời chưa? Đấy, rồi đây. Ông chủ không làm nữa. Và em vẫn đang nằm đây chờ anh nào. Đây này, cái này các bác này. 25. Chút cái chút 25. Chào cách, chào 25. Còn là em đo cái lưỡi này rồi, 58 các bác nha. Nói là lưỡi 60, nhưng mà ông chủ cũng làm mòn còn 58. Đó, 7,5 triệu. Cũng không nói nhiều nữa. Tiền nào của nấy các bác về, các bác cày. Phua 4,000, 4,500. Các bác cày đổ về cho em. Đấy. Cái này thì em đo kỹ lại cho các bác một tí là từ lưỡi này đến lưỡi kia nha. Coi bao nhiêu. Đây này, em đo này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em không nói ở bánh lái mà từ lưỡi chảo này đến lưỡi chảo kia là 1,6 các bác nha. Đó, thì các bác nhé. Em đo là như vậy. Còn em đo rồi, lưỡi cái vanh của bán kính của chảo là 58, 60. Nhưng mà mòn rồi, còn 58. Đấy. Còn mọi lỗ liếc thì nó như vậy. Đây. Đang còn zin. Vì ít khi xài lắm các bác. Đây này. Đấy nha. Đó. Rồi. Thì dàn chảo trung các bác rồi. Sắt thép của Chín Bình các bác rồi. Nhưng mà cái này hơi bị chắc này. Em nói các bác lại dày lắm. Nha. Đang rất dày. Đó. Em lại có điện thoại nữa. Rồi không sao các bác. Em mới phục vụ các bác. Đấy. Thì các bác nha. Đấy. 7,5 triệu. Các bác điện thoại cho em 0394 326 198. Đấy, hôm nay em lên mấy video là liên tục từ nãy giờ là rếu liên tục. Alo. Isiki nào ạ? Nói rõ một tí và gợi ý cho thật nhiều. Chung với mấy chiếc máy cày. À mà hôm qua người ta chạy thử phải không? Ừ. Cái đó
Cái đó người ta bìa chỉa rồi, rồi cháu ạ. Cái đó hôm qua chú dắt vào. Rồi bắt đầu người ta coi như là không cho chú tiền nước, mà chú trên 100 cây số chú chạy đến dẫn người ta đến. Rồi bắt đầu người ta xin, chú xin 500 thôi. Mà người ta không cho, xong người ta móc nối với chủ nhà là hôm nay lấy rồi. Rồi xong chú điện ơi. Chú hôm nay chú điện được chủ nhà thì chủ nhà bảo là không, để cho người khác rồi. Đó là chú biết ngay, rồi bảo chú bỏ, chú không nói nữa. Là chú biết là người ta âm mưu là hai bên với nhau không cho chú một đồng nói hết. Đó là lấy luôn hôm nay rồi cháu. Chính xác luôn đó, nhưng mà chú không nói về chú có đề ở trên cái tiêu đề đó là cái gì người mua kêu sĩ đó, ý như vậy đó. Là chú là bắt đầu là người cái để chú dắt đến rồi thì chủ cho chú 1 triệu. Nói thật với cháu là như vậy. Mà chú đi là 100 nha, 115 cây số mà vừa đi vừa về. Thì chú lên thì người ta điện một cái khách này ở đồng ở Phú Giáo đến mua. Rồi thì đến mua xong thì cũng coi như là nói chuyện xong thì đến đưa tiền cọc rồi. Thì cho cái chủ này này, cho chú 1 triệu. Rồi chú ấy bảo này nếu 1 triệu thì cũng được rồi. Nhưng mà bên mua thì cho tôi xin 500. Rồi bên kia không cho. Tức là ý là hai bên chỉ 1 triệu thôi. Ý là như vậy. Thế thì chú... Rồi ok thế này cháu này. Chú nói thật luôn. Rồi thì thử xe đông ở đó xong hết rồi đó. Là vào lấy tiền đó. Rồi thì xong hết rồi đó. Thì chú xin 500 bên kia. Bảo thôi thì cũng xa xôi quá. Mà có một người làm cò nữa dắt cái chú. Thì chú cho người ta 500 rồi. Mà như vậy là chú còn có 500 thôi. Cháu hiểu không ạ? Nếu bên kia không cho thì còn 500 thì chú cảm thấy là không đủ tiền xăng. Cháu ạ, không đủ tiền xăng thì chú xin 500 nữa không cho. Thì bắt đầu là người ta bỏ về luôn. Rất là chưa chú bảo này này thì hôm nay cháu điện và có một người nữa cũng điện đến mua cái xe đó. Thì chú nói là này, chưa chú điện lại cho chủ là bây giờ để đó mai có người đến coi để lấy. Thì cái người chủ nói là thôi chú ạ, cháu bán cho người khác rồi. Đấy thôi, rất là chú bảo thôi nói vậy là biết rồi. Đấy là chú không biết là... Đúng rồi, nói vậy đó. Nếu mà hiểu được như các cháu như vậy thì tuyệt vời. Đúng rồi. Dạ. Còn cái xe, cái chiếc 3.000 chiếc, 4.000 chiếc, 3.000, 6.000 chiếc, 3.000 đó, họ có bán chiếc nào? Cái nào cháu nhà cháu nói rõ một tí về cũng nhiều cho nên...